À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Cho Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của những đứa con của hậu duệ của Hakari và những thần sức mạnh trong thần thoại Hy Lạp. Đó là các chiến binh Sparta. Ở tập trước thì mình nói chung là cứ phải liên tục phòng thủ trước quân La Mã, liên tục các cái trận chiến ở đây rồi. Có thể đây cũng là một cách để mình luyện cấp cho tướng và rank cho quân đoàn cũng tốt. Nhưng mà nếu mà cứ đánh nhau thế thì cũng mệt thật. Có thể nếu mà mệt quá thì mình bổ sung thêm vài đơn vị quân nhưng mà chắc là không cần. Mình thích đánh nó căng căng tí cho nó chịu khó sao. Còn cái khu vực phía Nam này thì thằng Ai Cập nó gớm quá nhỉ. Chỗ này chắc chắn là thằng Seleucid rồi. Seleucid. Hai thằng này nó thân với thằng Seleucid và Seleucid ở đây. Nhưng Seleucid chỗ nào luôn ấy? Đây à? Chắc sắp bị diệt vong hay sao ấy. Thằng Ai Cập thì quá mạnh nhỉ. Chiếm hết cả đất của Pachia này rồi thì không biết quân đoàn bất tử đang ở chỗ nào. Thôi, chuyện đấy thì chưa phải lúc này. Bây giờ thì ở tập trước mình đã bắt đầu triển khai quân đến các cái vùng lãnh thổ này rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là tại sao mình dàn quân ở đây. Đây là một sự chuẩn bị cho một cuộc chiến sẵn sàng. Vấn đề tấn công vào lãnh thổ của đối phương chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đấy. Bây giờ thì chắc là mình sẽ qua lượt đã. Lượt này chắc cũng hết việc làm rồi. Quân đoàn này thì rất là hổ báo này. Chủ yếu nó được boost là do thằng Champion này. Đây, cái này nữa. Thôi qua lượt đã. Hết việc để làm ở cái lượt này rồi. Devotion to the gods has many rewards. Mình cũng không biết liệu mình có hoàn thành nổi cái chiến dịch này không, bởi vì mình mốt quá là hơi mạnh tay cho AI. Khi mình tăng cái khả năng tấn công cũng như khả năng chịu đòn của nó lên quá mạnh. Các bạn có thể thấy ở tập trước thì cái đội kỵ binh của La Mã đã chết tới con ngựa cuối cùng chứ quyết không bỏ chạy. Rồi chúng ta sẽ tạo cộng 15 điểm vào ngoại giao. Điều đó là rất tuyệt. Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái nhánh bên dưới này đã. Cái nhánh này đã để nó... Vấn đề chính trị này chúng ta phải làm ổn lên một chút xíu. Chúng ta đang phát triển lãnh thổ thì ta cần phải nâng cấp vào cái đó. Và bây giờ thì... Rồi đồng thời với lương thực phải lên, nếu không là không đủ lương thực. Sẽ tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học hơn. Căng nhất là cái thằng này bây giờ nó không chiến tranh với ai này. Đấy, mình đánh nó, thằng này. À, mấy thằng này đánh lẫn nhau à? À tốt rồi. Vậy thì anh xử lý từ thằng 1. Không có quân đồn trú. Chiến! Chiếm cái mỏ sắt đầu tiên. Các bạn có thể nhìn thấy là nó gần như không có quân thì mình sẽ auto giải quyết nhanh. Thành nào mà chúng nó có quân đồn trú là mình sẽ phải giải quyết đấy. Rồi chúng ta có cái bỏ sắt đầu tiên rồi. Nhưng mà nhà lính thì ở đây mình cũng không dùng. Khá đông quân nhỉ. Commander, let them cower like kennel dogs. Nó có quân tiếp viện này. Kỵ cung, mình ngán nhất bọn kỵ cung. Quân đoàn này thì chờ đã nha. Nó còn một căn cứ nữa đây. Quân đoàn này quân đoàn mới thành lập à? À không phải. Nó có hai đội kỵ cung. Được cái đấy. Cái quân đoàn này có cái đội quẩy đá lém rất xa do được cộng tầm bắn. Nếu mình không nhầm thì đây là nữ hoàng của nó. Ui quân thủ này.
cũng chất nhỉ. Được, sợ gì, liều ăn nhiều. Ơ nó khôn vãi, nó không chịu đánh ở trong thành. Thế này là mình hơi mệt đấy, nó có đội kỵ cung này mà mình nó lại không đánh ở trong thành là mình hơi khó bê nó rồi. Thời tiết thì cũng được. Để hạn chế khả năng tấn công của kỵ binh của nó chắc là mình sẽ cho quân mình lên cao một xíu. Như thế này. Nói chung thì bộ binh của chúng ta thì đều để chống bộ binh cận chiến, chống kỵ binh cận chiến của đối phương là rất tốt, kể cả bộ binh. Binh City về căn bản là nó chống kỵ binh rất tốt. Nên là mình không sợ, nhưng mà đối với lính tầm xa của chúng nó thì chúng ta... Bù lại thì đơn vị này nó tầm bắn các bạn nhìn này 181, rất xa. Nó có thể chịu đòn được. Để tấn công địch trước. Tarantin của chúng ta thì khá là yếu. Chắc chơi được. I am not known for offering the enemy much, but I offer them this. Run now and I will spare your lives. Áo choàng của Sparta cực đẹp luôn. Now to work, men. Đáng nhất đội kỵ cung của nó. Bắn mấy con kỵ cung cho anh. À đây đây đây. Ok. Missiles ready and waiting. Loose. Rồi, chơi chết mấy con kỵ cung nó trước. Chơi mấy con kỵ cung của nó trước đã. Đúng rồi. Tầm bắn của nó thấp hơn mình mà. Rồi, chơi lốt mấy con này. Trước khi bộ binh của nó kịp tiếp cận. Tiếp cận rồi. Quẩy không ăn thua mấy nhỉ. Kệ nó. Cứ để bộ binh nó tràn vào đã. Cứ để bộ binh nó áp sát hết đã. Nó lại cho anh thử hai đội kỵ cung nó chạy rồi, hoa lăng bật lên. Our general is under attack. At your service. Up the days. Four cannons. Nào là chưa giải quyết được bọn ngựa này à? Ngựa của mình yếu quá, không solo được cái ngựa nào. Oh,
quickly now. Ai da. Không ăn được nữa, nó đang rút dần rồi. Không đùa tí nào, quân địch rất mạnh đấy. One of our units has used all its ammunition. Wow. Đội hình pha lăng của mình không chịu được cả. Giải quyết lớp con ngựa này của nó đã, xong rồi cho. One of our units has used all its ammunition. Bổ sung quân lên đây đã. Ôi, hoành mạnh quá nhỉ. Cố lên Spartan. Tarantine Cavalry. Rồi, quay bọn này lại. Quẩy đá rồi, quẩy nhiệt tình đấy chứ nào. Ra đây, giải quyết hết đám này cho anh. Tarantine của chúng ta. Kỵ binh của Sparta rất cùi. Không chịu được, cung tên nó bắn nó rát quá. Đội này không bị tên bắn nó khỏe như thế này. Bắn nốt thằng này cho anh. Đội ngựa này nó chạy lốt chưa? Chưa chạy cả. Lì vãi trưởng luôn. Đúng là chết đến người cuối cùng rồi. Ôi, nó đánh kinh quá nhỉ. Chưa bao giờ mình thấy tinh thần chiến đấu của AI nó lại khủng khiếp đến thế này. Này anh, xông lên đây ăn cái nó cho anh. Ngon rồi. Nghe anh áp chế tinh thần chúng nó không, quân mình chết hết. Các bạn thấy những trận đánh như bây giờ này nó có cảm thấy hấp dẫn hơn so với ngày xưa nhiều hơn. Tự làm khó mình nhưng mà nó mới sướng. Các bạn thấy không? Nó phải như thế nó xem nó sướng. Rồi. Có vẻ ổn rồi đấy. Chúng ta giải quyết được một cái đám ở chỗ này rồi. Armor, speed, à thằng nào. The battle is turning in our favor. Vâng, trận chiến đang nghiêng dần về phía chúng ta. Tarantine Cavalry của mình thiệt hại nặng nề.
Ồ, chỉ có các Sparta mới chịu được đền đòn. Mấy anh Spee, mấy anh giáo dẹo hết rồi. Nào, xem thế này cảm thấy thích hơn hay là những trận chiến easy thích hơn nào? Anh em cho ý kiến đi. Ồ, đánh chết đến người cuối cùng thế này nó mới gọi là máu me, nó mới sướng. Rồi, được chưa? 2.500 quân đấu với tận 3.800 quân thì đúng là những cái chính để chúng nó lì lắm, nó đánh chết đến người cuối cùng, đánh lì hơn rất nhiều và đam của chúng nó cũng to hơn rất nhiều so với bản gốc. Hay quá, chúng ta có khá nhiều lương thực. Có điều là nền kinh tế của mình không cho phép mình phát triển quá mạnh nữa nhỉ. Trận này công thành căng. Tướng này tướng chỉ là tướng thôi, lúc nãy là vua và nữ hoàng của nó thì phải. Đội kỵ cung ở trong thành thì không sợ lắm nhưng mà không đùa được. Mình tấn công nó toàn tuyến như thế này thì chắc là mình cũng chỉ phát triển đến cái vùng này thôi và cái vùng phía bên trên nữa để lấy hai cái mình đã có cái vựa lương thực thôi, chứ còn mình cũng không có ý định tiến sâu quá vào lãnh thổ của mấy anh dợ. Lại một trận chiến. Cái thành kiểu này rất giống thành của Attila. Royal Spartans. Battle group ready and awaiting orders. Tầm bắn của tháp canh nó ngắn mà nhỉ. Thế là sao đến Attila nó cho cái nó bót cái tầm bắn lên cao quá. Phá tháp một chiếc chơi. Ở đây. Phá khúc tường thành xuống. Enemy reinforcements approaching. Tiếp viện từ bên này à? À thế thì nó sẽ chui vào thành thôi. Chưa chuyển đạn lửa. Chuyển đạn lửa nó tăng đam lên đã. Chúng mày cứ thích đứng ở trên đấy à? Take aim.
ván tường trúng thắp tay. Chuyết cơ số thẳng chạy. Nó rút hết quân rồi. Muốn là muốn phá cái tháp canh này chứ. Cái này khả năng cháy lan nó không được như Attila, nên là hơi vất. The walls are breached. Tầm bắn một tháp canh của nó cũng không lớn lắm. Foot at speed. Enemy's tower has been destroyed. Spartan pikes! Understood. Spartan! Tarantine cavalry! Slingers! Loose! Quái nào nhỉ? Đi ngoài này thôi. Sao không tấn công được nhỉ? Hết đạn rồi. Sao mấy thằng quẩy đá này không quẩy chúng nó nhỉ? One of our units has used all its ammunition. I'm a spearman à? Ôi, nó toàn lính đời cuối, trong khi mình thì là lính đời ba, đời hai chứ. Bọn này chỉ là lính đời hai là tuyển được rồi. Anh ơi. Quẩy nhanh để nó bắn tên vào mình. Đúng rồi. Tiến vào đây đi em ơi. Sao không bắn được mấy con này? Mấy con này bị góc lát à?
Spartan! Double time! Spear infantry, at your command! Ném nó cho anh, vừa rồi chiếm luôn cổng thành. General. Ồ. Đây toàn lính đẩy cuối của nó, heavy speed, armor speed. Nó thì toàn lính đẩy cuối, mình thì toàn lính đẩy đầu. Chiếm cái cổng thành đấy, bằng mọi giá chiếm cái cổng thành đấy. Trong này nó toàn lính tầm xa. We have discovered the enemy's hidden units. Vãi nhỉ. Slingers! Hop out! General, understood. Quarantine cavalry. Spartan pikes. Oh. Wow. Cổng máu không ra được. Ôi, sự tháp canh nó bắn đau quá. Nào, ra đây giữ cổng. Vãi thật. Thanh niên này sao chui vào tận đây nhỉ? Công hoặc tướng của mình thôi. The men are wavering. Chạy lung tung lắm. Công cái thành của bọn dợ này nó không như công thành của La Mã, nó có từ thành. Đúng rồi, ném lao vào tên và lưng của chúng nó. Spartan! Spartan pikes! Quarantine cavalry! Summer, đội ngựa của mình. General! Trận chiến hay hơn rất nhiều luôn. Chạy ra ngoài đi em ơi. Quá mạnh luôn. One of our units has used all the ammunition. Cho ai quá mạnh. Hỏng rồi. Để mấy thằng Skimitzer đánh này. Chết tướng đấy. Mấy thằng này đứng đây cho anh nhờ. Nó chưa chết tướng này. Ồ.
Ôi, các Spartan này chúng ta không ăn được à? À, Nuxwood. Ok, cái binh của mình không ăn được lính tầm xa của nó này. Vãi hơn. Chạy ra ngoài đi cho anh. Đội này lắm rồi, chắc mất đội này mất. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Rồi. Kinh thật. Hay quá. As you command. Your orders. As you for glory. Slingers. Mình kiểm soát được cái cổng này rồi. Tại sao quẩy đá của mình quẩy không được nhỉ? Rồi. Royal Spartans. Trời ơi. Nó đánh lì vãi trưởng. The entire unit has perished. Sparta! Xông thẳng lên đây cho anh. Ủa, mình trận này không thể tấn công được à? Nó sát đã vào không thể chết đấy. Có cách nào? Đâu rồi? Xong rồi đây. Xong rồi đây. Ồ, một trận công thành đẫm máu. Ồ, chết đến người cuối cùng. Nó không bỏ chạy các bạn. Nó đánh tử thủ đến cùng thế này thì thực sự rất là khó chơi đấy. Chiến đấu đến người cuối cùng như này thì rất là mệt cho những đơn vị tấn công. Nhưng mà mình thích thế. Đánh trận nó phải như thế nó mới sướng. Các bạn thấy không? Mặc dù này bao vây rất chặt. Nó vẫn tử thủ chiến đấu. Được. Điểm 10 cho tinh thần chiến đấu của nó. We have captured a tower. Vẫn chưa bỏ chạy. Rồi. Tuyệt vời cho một trận đánh. Cái cảm giác mà đánh nhau với kẻ thù mà nó tự quyết tử đến cùng như thế này nó cảm thấy phấn khích kinh khủng luôn đấy. Chúng ta có thể khôi phục lại được. Không khó. Ok, chúng ta đã có mỏ sắt đầu tiên. Và nhiệm vụ của mình bây giờ thì khá là easy. Khi mình chiếm nốt cái thịnh này nữa của nó là xong. Nhưng có điều là chị An của cái vùng này tiếp theo sẽ là như thế nào thì mình chưa biết. Hiện tại thì bây giờ mình đã giáp với thằng này nữa. Greetings. Speak. Nó chiến tranh với thằng này. Thằng này còn một cái tỉnh duy nhất trên này à? Ủa.
Không có được quân gì. Công trình mỏ sắt này thì nó có tăng cái gì không nhỉ? Ngoài cái giáp ra thì nó có tăng thêm cái gì nữa? Tăng giáp sắt thôi, nó không tăng thêm gì cả. Căng thật, trận nào đánh cũng phải nói là những trận đánh. À đây, mình sẽ cho quân đoàn này bổ sung quân cho. Sợ thằng La Mã nó cho quân ra đây không nhỉ? Dễ lắm. Chỗ này cũng mua được quân mà. Thôi được, qua lượt đấy. Xử lý lốt cái thằng Taxia này. Chúng ta sẽ có tiền từ cái gì nào? Nông nghiệp. Cộng phút mà, cộng năm. Từ công nghiệp hay là từ giao thương? Nói chung thì nó mỗi thứ nó cho một tí tiền thôi mà. Giờ chúng ta đã học mắc vào cái này rồi, bây giờ mình học vào cái gì nhỉ? Cái này nó chỉ trừ của túi phương thôi. Cắp tiền. Giảm tốc quãng đường di chuyển của kẻ thù. Trừ 1% corruption cho faction. Cộng 35% rang cho các quân đoàn. Hero. Hero cấp 5. Quý tộc sinh con. To your duties, men. Ê, cho nó quân khỏe khỏe tí. May nào chỗ này mình lại có quân khá là ngon. Rồi, quân đoàn này nuột ngay. Quân đoàn này thì rút về đây đã. Về đây phòng thủ. Ổn. Sửa chữa lại nhà cửa. Hết tiền. Không phải hết tiền, mình vẫn còn tiền. Đây, mình tiếp cái này lên để tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học. Nó hết quân rồi. Không nên tấn công theo hướng này chứ. Đoàn này phải ra đây để phòng thủ ngay chỗ này. Và Rome nó dễ cho quân đổ bộ lắm. Mình biết mà. Không thấy nó tấn công nữa. Hiện tại thì mấy thằng Aegon của mình đều được tăng cái điểm ngoại giao, nên là các nước xung quanh nó cũng khá thân thiện với mình. Enter friend and speak. Your words bring satisfaction to the god. Greetings friend, greeting. Mình cộng khá nhiều vào cái điểm ngoại giao mà. Thôi rồi, thôi qua lượt đã. Thằng La Mã chắc chắn nó sẽ còn lướng khá nhiều quân ở chỗ của mình. Thôi xong rồi. Thanh niên ở trên này bị tiêu diệt rồi. Cái thằng hình móng ngựa kia nó khử à? Uầy.
We hunger at once. Besieging settlement. Mình vẫn cần thời gian để phục hồi à? Đoàn này chưa đủ tầm để di chuyển tới. Thằng Ai Cập chưa thấy nó vượt biển sang đánh mình nhỉ? À, nó còn bận với cái cuộc chiến của nó ở phía này. Well, what would you say? Không có thể đàm phán hòa bình được với nó đấy chứ. Mình nghĩ là nếu đàm phán được thì cứ lên đàm phán. Mất tiền mà đàm phán hòa bình được thì cứ lên. Nó chưa chịu. Thôi được, kệ mày. Seleucid không biết còn thành ở đâu. Chắc chỉ còn một cái thành nhỏ nhỏ. A river of goods and coin between our lands would surely see all profit. Được. Chơi thì chơi. Panonia lại có cháy. Khỉ thật lại, chị An lại bị tụt này. Bao giờ mới yên được đây? What? Quân nó đứng ở đâu ấy? Quân nó đứng ở đâu nữa nhỉ? Chưa rồi, lượt sau có nổi loạn. Lượt sau có nổi loạn. Ready for battle. Call this a vùng này thì chắc trong ngắn hạn thì chưa có nổi loạn đâu, nhưng mà for death and honor. Lại một trận đánh khó khăn nữa. Let them cower like kennel dogs. Quả 0% luôn với phái trưởng. Nếu mà nó đưa quân ra ngoài là mình hơi vất ấy. Có khá nhiều kỵ cung rồi này. Nó đứng trong thành thì có thể mình ăn được, nhưng mà nếu mà nó dàn quân ra ngoài là mình toi đấy. Ê, cái chỗ này mà đứng phòng thủ thì tuyệt nhỉ. Đây này, nhưng ở đây thì ai mà đánh được. Nhưng mà rất tiếc chúng ta là phe tấn công. Ôi ôi. Làm mạc thành nó chả quách kiểu gì. Cổng này thì nó chỉ có một lối ra duy nhất. Trận này không biết được bởi nó còn quân tiếp viện mà mình không biết quân tiếp viện nó vào từ hướng nào. Đây là cứ từ từ dàn quân mình đã tạm thôi. Chưa kể quân tiếp viện của nó đông, rất đông. Ready. Spartans! Group and awaiting orders. Battle group awaiting orders. Chủ yếu là bảo vệ đội pháo của mình. Có thể là mình sẽ phải tiến pháo lên nhanh một chút. Kỵ binh của chúng ta quá củi nên là vất vả cho các đơn vị khác. Spartan pikes. Those walls were not looked tall when we are within them and laying waste to their precious homes. Then we will laugh as we take what we want. Enemy reinforcements approaching. Nó vào từ sườn của mình à?
đứng đây đi em ơi. Spear infantry ready. Đứng đây cho anh. Orders understood. Scrappers ready. Spartans. At the double. Ready. Trận này không đùa được. Nó rất đông. Bắn mấy con gợi cho anh. Mình hơi thất thế khi mình đứng ở dưới sườn đồi lên. Nó đang di chuyển quân ra phía bên này à? Bắn cung đã màn lắm. Ấy. Nó chạy ra để hội quân với bọn kia này. Ready for orders. As you command. Ballista. Sparta. Bọn này hướng thật. Sẽ bắn đá của... Ây da. Lùi lại đây đi em ơi. Mà xe bắn đá của mình có thể mình phải bỏ ấy. Tốt nhất là mình dù được dàn quân vào đây. Thể chơi ẩu được, trận này không dễ đâu. Áp sát à?
Spartans! Một thằng. We hunger for blood. Người ở đây. Vào khôn lắm. Battle ready and eager. Now. Khôn vãi trưởng luôn. Spartan pikes, pikemen, form phalanx. Commander, operate phalanx. Móc lốp đằng sau à? Trời trời, móc lốp đằng sau à? Không ăn được anh đâu. Our general is under attack. Áp sát ở đâu rồi? Ồ. Cần tao có đơn vị tầm xa là cho anh chết vật để bộ binh cận chiến của nó áp sát nữa. Cồn vãi luôn. Ai giả heavy speed. Cái đánh nhau kiểu chết đến người cuối cùng như này thú vị đấy. Ồ, mà phơ mày chết cũng khá đấy. Rồi. Một thằng bắn, một thằng quẩy đuổi. Đấy, chúng ta lại đến thằng này quẩy. Rồi. Giữ vững đội hình anh em. Ôi chết rồi. Tiến lên. Chết cái thằng speed này của mình. Vá này của mình. At your service. À, cái này nó. Cái này nó không có quân, nó cũng bắn. Tập trung vào đây của mình. Vãi. Thế nên này sắp không chịu nhiệt nữa. Chạy vòng ra sau, cố gắng sửa đi đám cung của nó. Melee fighters ready. Spartans. Nó không ăn được đám Spartan này của mình. Quarantine cavalry. Giải quyết mấy thằng kia trước. Ready for battle. At your service. Spartans. Nó đam của nó khủng thế. Ô. One of our units has used all its ammunition. Trời ơi. Chết đến người cuối cùng mất. Quarantine cavalry. Advance at speed.
các tên nó quân nó mạnh thế. Có lẽ là búp hơi quá đà rồi. Sao thanh niên này ra đây? Ra đây. Đứng vào đây. Búp tinh thần cho chiến binh sĩ đây. Được mà. Quẩy sau lưng nó. Quẩy cực kêu. À, quẩy cực phiêu nè. Hết rồi. Quẩy cực chua nè. Không để cho bọn tầm xa của nó tấn công được nữa. Đánh xong này xong chưa? One of our units has used all its ammunition. Đang tấn công móc lốt quân này à? Đưa cái binh của mình. Ôi, đánh nhau với tầm xa của nó mà không ăn được anh. Sợ chưa? Ô, khô máu à? Không thể tin được. Đánh đây đi. Chỗ này để tướng giải quyết là được. Ôi, mấy con ngựa của mình làm sao này. Ô, khỏe vãi chưởng. Sparta mạnh như thế này mà vẫn không dọa được chúng nó à. Ô, ô, chả thấy nó sợ chết gì cả, vẫn thấy nó đánh ở Mỹ này. Ngựa mình sắp dẹo hết rồi, nó thì chả thấy nó dẹo gì cả. Anh em lên đây, ủy lạ tinh thần binh sĩ. Lại lém tướng mình. Không hề biết sợ luôn, đánh chết đến thằng cuối cùng luôn à. Đây rồi, tiến vào đây. Nó đang hút chạy rồi. Ăn luôn. Ồ, chưa bao giờ mình chịu đánh những trận đánh mà phải nói là khô máu như thế này. Thôi mấy anh Tarantin chạy ra đây cho anh. Khô máu à? Đấy, khô máu luôn. Cả mình cả nó đều đánh khô máu. Khô máu nào, xông vào. Tiến lên. Khô máu. Làm gì? Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thế này cơ. Tuyệt. Our men flee the field of battle. Wow. This is a shameful. Chết đến người lính cuối cùng rồi. Wow, nó vẫn chưa có vẻ gì là nó bỏ chạy cả. Sparta!
quyết phổ máu. Trời ơi, không sợ một tí nào luôn. Kỵ binh của mình không thể vào được nữa rồi. Hết sức rồi. Đánh kiểu khô máu này chết rồi. Được, rút ra bây giờ thì các lực lượng kia bị thương nặng lắm. Mày mấy anh Sparta này cũng chịu được đòn. Tướng của mình, tướng hủ. Ôi ôi, sợ chưa? He's dead. Rồi tướng nó chết rồi. Nó đánh khô máu quá. Đánh nhau kiểu khô máu này sướng thật đấy. Oh. 2.500 mà dám công 4.800 thì đúng là hổ báo quá rồi gì. Nhưng mà nó đánh cái kiểu chết đến người cuối cùng thế này thì mình không đỡ nổi. Không mất bất kỳ đơn vị quân nào. Tuyệt vời. Chúng ta kiểm soát được tỉnh này luôn. Xong luôn thằng Chris. Cái tỉnh này thì nó không hỗ trợ cho quân sự. Đợt sau này có nổi loạn nữa chứ. Thế nó mới đau đầu. Toàn La Mã là nó vượt biển sang là mình toi đấy. Rồi. À, có lẽ mình bỏ hỗ trợ cho mấy cái vùng dưới này đi. Đây, chuyển lên cái vùng này. Rồi ok. Vùng này vẫn đang âm này, sợ chưa? Chiếm được từ cái đời nào rồi mà giờ vẫn âm. Vùng này thì đương nhiên là không cần cái công nghiệp à. Cái này vào nông nghiệp. Công nghiệp. Được rồi. Qua lượt, qua lượt, qua lượt, qua lượt. Càng nhỉ. Tiêu diệt được cái thằng đấy mà tốn bao nhiêu quân. My mind is sharper than any sword. Mấy thằng quân nổi dậy này. Nó lại chui ra này. Có quân nổi dậy rồi. Đây, tăng tiếp cộng 5 điểm ngoại giao tiếp đây này. We hunger for battle. Besieging settlement. Nó đã kịp nổi loạn ở đây này. Nó đã kịp nổi loạn ở đây rồi. Xong luôn, không phải nghĩ. Rồi. Vẫn còn sẽ tiếp tục nổi loạn ở lượt tiếp theo. La Mã đã cử quân ra đây rồi. Cả ngày không có quân. Có 7 quân đồn trú. Có nổi loạn cũng không sợ. Nổi loạn nó vẫn phải mất thời gian vây. Giải quyết được. Cái này nó sẽ tăng thu nhập từ nông nghiệp à.
Chị An là một vấn đề rất là đau đầu. Hạm đội thì không sợ lắm, nó không tấn công được. Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. Điểm ngoại giao của mình khá là cao đây này. Sure thrust strikes home after all. Mình rất dễ đề nghị. Đòi là tí tiền còn được mà. Ấy, rồi. This agreement. Thằng này sao nào? Well met, friend. Sit and let your words move me to anger or agreement, as you wish of them. Nếu có thể thì mình muốn hòa bình như thằng La Mã này đã. Do not waste time on your demand. Để ổn định lãnh thổ đã. Sau đó mình đánh chiếm lốt cái vùng này. La Mã nó không chịu được, bây giờ đau đầu cho mình đấy. Liên tục sẽ có lợi nổi loạn ở đây. Mặc dù mình đang nhánh và nghiên cứu vào một cái nhánh rất là tuyệt vời. Lấy vợ là nó khác. Tăng ảnh hưởng của phe mình lên. Ngon. Ổn rồi. Bổ nhiệm cho nó phát nữa. 18 điểm trung thành cũng được. Tăng quyền lực cho các tướng lĩnh của mình bây giờ chưa phải là một giải pháp hay. Trời ơi. Chị An mấy vùng này không thể tăng lên được. Cái nhánh này nghiên cứu nó tăng public order rất mạnh mà vẫn chưa ăn thua nhỉ. Mình cộng rất cao ở cái nhánh chính trị rồi mà vẫn chưa ăn thua. Will you not give our people? Không. Cứ phải để xem tình hình các cậu đánh nhau thế nào đã. Bonnie lại có nổi loạn phải không? I want hourly patrols. Ready for battle. Nổi loạn đây thì mình giải quyết được. Nổi loạn ở đây thì mình giải quyết được. Còn mất khá nhiều thời gian để có thể giải quyết được cái vùng lãnh thổ này. Sẽ còn là cả một quãng trình dài. Ê cơ mà. Bỏ nhà lính đi cũng được. Dù sao thì cái vùng này cũng không cần nhà lính. Cái vùng biên giới chỗ này nó khá ổn. Cái vùng biển phía này của mình khá ổn. Xung quanh cũng không toàn những thằng nó khá thân thiện. Một trong những lý do mà mình khá là thân thiện như này là bởi vì Greetings, friend. We will... bởi vì điểm ngoại giao của mình đã cộng rất nhiều vào điểm ngoại giao cho các phe phái, cho faction của mình. Commander.
We hunger for battle. Make haste, men. Quân đội của mình đang bị dịch bệnh à? Making for port. Trừ 20% tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Vãi xưởng. Chắc phải chờ mấy lượt để qua lượt xem tình hình nào nữa. Các bạn thấy không? Cái thời gian để các bạn ổn định trị an cho các cái vùng lãnh thổ này mất rất nhiều thời gian hơn nhiều so với trước đây. Đó cũng là một cái điểm hay mà mình thấy nó cân bằng. Trên những cái thanh niên mà cứ thích đi tô màu tốc độ cao thì có lẽ là không thể tô màu được. À, tô màu tốc độ cao là không thể đúng không ạ? Vùng này, cái này là công nghiệp, cái này là nông nghiệp. Ổn đấy. Chết nhỉ, dịch bệnh trong bao lâu mới hết đây? Trong bao lâu mình vẫn phải giữ quân đội này? Biết đâu làm là chơi thân với cái thằng Đức nhỉ? Nó cũng không ghét mình lắm đâu. Bởi vì thực ra mình không có gì thân với thằng kia cả, mình chỉ là lo thương thôi. Although my ancestors and people expect talk mà with purpose and honesty, dù chắc có lẽ mình cũng phải có một cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với nó mất. I cannot say yes. Chắc thêm be một anything but the mouth, friend. Mình that's không muốn chiến tranh ở cái khu vực này. The man who hangs upon the shield of another is nothing but a burden. A man is judged by his friends. Where have you put your people's pride? Is it eating by wolf? Your offer is fair and honorable. Thì mới nói chuyện I được. Swear by the god. Thời buổi này làm gì có chuyện nói chuyện. Thời buổi này không có chuyện nối lối ngoại giao bằng nước bọt đâu. Well met, friend. Sit. 100, ok. My people values. Rồi chúng ta ra. Đạt được các thỏa thuận ngoại giao khá là đơn giản. Greetings, friend. Greetings. Will you have wine? Fine. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome you and will listen with care. Cao thì mình phải đòi nó tí tiền nữa. 2 triệu. 1.500 vẫn chịu. 2.000 vẫn chịu. Các bạn thấy chưa? Tăng vào điểm ngoại giao rất lợi. Chúng ta được thêm 3.000. Quá tuyệt vời, chúng ta có thêm tiền. Rồi, kinh tế của chúng ta sẽ nhanh hồi phục thôi. Kinh tế của chúng ta sẽ nhanh hồi phục mà. Chị An mấy cái vùng này là cả một vấn đề đấy. Mình cần phải duy trì được một cái điểm ngoại giao nhất định với cái thằng Đức này. Nếu không nó đưa quân sang đánh mình là mình thua. Duy trì một cái mức độ ngoại giao nhất định nào đó. Can you not see? Cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ok. Rất cần những cái hiệp ước như vậy. Mình đang nghiên cứu vào nhánh chính trị à. Quân đoàn này của mình đang bị thương rất nặng. Về sau sẽ hồi được thêm ít. Hết chúng độc rồi. Lương thực của mình ổn. Tăng được. Kiểm tra xem quân đội của nó ở đây như nào. Không có gì là đông lắm, khả năng mình tấn công được. Cố gắng làm sao ngoại giao được với thằng Đức này á. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts.
You blessed. Nếu cảm thấy không ổn lắm, mình nghĩ là không nên cử ra điệp viên đi ngoại giao. Nếu chết mất phát thì nguy hiểm lắm. Giảm corruption, tăng public order. Từ đã, nghiên cứu vào cái này. Đây, để nó sửa lại cái công trình này đã. Mất 3 lượt để sửa đã. La Mã chắc là sắp lại phát quân sang rồi. Mình sẽ tấn công vào vùng đệm này của La Mã này. Không chắc lắm, nhưng mà mình đánh từ trên này xuống thì có lẽ La Mã không giữ được. Nhưng trước khi muốn tấn công thì mình phải làm thế nào rồi? You honor us. Vài cái thỏa thuận với mấy thằng này ấy. Phải yên ổn được phía này thì bắt đầu mình mới đem quân đi đánh nhau tiếp nào. Trước mắt thì mình sẽ tiêu diệt hai thằng này để thống nhất luôn vùng lãnh thổ này. Có vẻ không ổn khi thằng này nó đánh lên tận đây rồi. Không biết là chuyện gì nhưng mà chắc là mình sẽ phải đánh vào đây thằng này. Một cái thỏa thuận ngoại giao đã. You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. The wise have spoken. There is glory in what you ask, but our path goes a different way. Rồi. Let them cower like cattle dogs. Vãi. Quân của nó còn đông thế. None will escape. Chúng ta lại vỡ mồm rồi. For death and honor. Vỡ mồm ấy nhỉ? Quá vỡ luôn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.